Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán, vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nên lìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ nên lìa quả vị độc giác, vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát, vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ nên lìa trí nhất thiết trí, vì lìa nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa pháp không nội, cho đến pháp không, không tánh tự tánh. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định pháp trụ thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo, vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa thánh đế khổ tập diệt đạo. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo.